Ngày mùng 6 tháng 12, thứ ba tuần 2 mùa vọng. Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư đi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con nghĩ sao? Nếu ai có 100 con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ 99 con trên núi để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn 99 con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Không để cho một kẻ bé nhỏ phải hư đi. Mùa vọng, chúng ta mong đợi con Thiên Chúa sinh xuống làm người. Chính cái bước xuống của con Thiên Chúa cho nhân loại thấy được giá trị lớn lao của một Thiên Chúa uy quyền nhưng giàu lòng xót thương. Cái bước xuống làm nên ơn cứu rỗi cho nhân loại này. Cái bước xuống đến tận hang cùng ngõ hẻm để đi tìm con chiên lạc nhỏ bé, rồi vui mừng vác chiên trên vai đưa chiên về nhà của Thiên Chúa. Cái bước xuống của Đấng Thánh, Chí Thánh của Thiên Chúa cao cả, lớn lao, vĩ đại, buộc xuống với con người, loài thọ tạo tấp hèn, bé nhỏ để cứu rỗi. Chúa Giêsu nói: Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi. Mùa vọng cũng đang mời gọi mỗi chúng ta bước xuống khỏi cái ngôi vị cao cả của người lớn trong gia đình. Con Thiên Chúa Giáng sinh đã làm cho ý nghĩa của hai từ người lớn bị đảo lộn. Người lớn phải là người nên gương sáng cho người bé nhỏ, phải là người bước xuống thấp để cứu rỗi người bé nhỏ. Thảo nào trong đời sống nhân bản, ông già Tư thường nói mấy câu linh tinh: không phải người lớn là đàng hoàng, nhưng người đàng hoàng mới là người lớn. Không phải người lớn là người khiêm nhường, nhưng người khiêm nhường mới là người lớn. Không phải người lớn biết hy sinh, nhưng người biết hy sinh mới là người lớn. Cha mẹ không xin lỗi con được vì nghĩ rằng mình là người lớn. Ai dè khi cúi xuống xin lỗi con cái, mình mới thực sự là người lớn và làm gương sáng cho con khôn lớn. Ước gì các cha mẹ luôn hy sinh lớn lao cho con cái, đặc biệt là những đứa con bất thường, hư đốn, thất bại, lạc đường, để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nó nên hoàn thiện. Lạy Chúa, xin cho các gia đình hiền lành khiêm nhường hy sinh như Chúa Giêsu để cứu rỗi chính gia đình mình. Amen. Đấng đáng kính Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận nói: Con hãy là hy vọng giữa một thế giới vô vọng. Vâng, chính Ngài đã sống niềm hy vọng tuyệt vời là sống với Chúa Giêsu trong mọi hoàn cảnh. Trong đau khổ, Ngài nhìn thấy vinh quang. Trong tù đầy, Ngài nhìn thấy cánh đồng truyền giáo mới. Trong tù nhục, Ngài nhìn thấy Thiên Chúa được vinh danh. Trong những mất mát, Ngài nhìn thấy điều tồn tại vĩnh cửu. Lạy Chúa, sống mùa vọng, xin cho các gia đình luôn lắng nghe và sống lời Chúa dạy, để thắp lên trong lòng mình niềm hy vọng bình an, hạnh phúc nơi Thiên Chúa, và thắp lên trong lòng mọi người ngọn lửa đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ duy nhất của nhân loại. Amen.
Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.